Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Vâng, thưa quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau. Và thậm chí rằng là với mỗi một người thì chúng ta cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu. Nhưng những gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 hãy yên tâm. Đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Nhất định rằng trong tháng 4 âm lịch này thế nào bạn cũng trả hết nợ nần và không cần phải đau đầu vì tiền giống như trước kia. Nợ bao nhiêu cũng trả sạch. Đã thế, chúng ta lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang, phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 4 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi Giáp Ngọ trong tháng 4 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo rằng nợ bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Trước khi tìm hiểu nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết với phần luận giải đến từ thầy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sai trung kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao, tính tình nhanh nhạy hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ rung động, họ dễ bước vào nhưng cũng rất nhanh kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Vận mệnh của người tuổi Giáp Ngọ khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp để kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế bạn cần phải hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Ất Âm Mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với quý gia chủ tuổi Giáp Ngọ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, năm 2022, người tuổi Giáp Ngọ bước sang tuổi 68. Ở độ tuổi này, có thể an nhàn hưởng lương hưu nhưng vẫn có người nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn còn hăng say. May mắn là trong tháng gia chủ không phải chịu quá nhiều áp lực và thậm chí nếu có thì cũng sẽ chủ động tìm được cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn cho con giáp này. Trong tháng vận quý nhân vượng, nhờ vậy mà các hạng mục dự án hợp tác đều tiến hành trôi chảy, lợi nhuận thu về khả quan. Tuy nhiên, nên tránh các việc dính dáng tới pháp luật, tranh chấp và kiện tụng, kẻo sẽ nhận về phần thua thiệt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng Ất Tỵ, tài vận của gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 khá hanh thông. Bản mệnh tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu. Cơ hội đầu tư trong năm không ít, đặc biệt là trong các dự án bất động sản. Nếu thấy hứng thú có thể tham gia, rất dễ thu lợi nhuận khả quan. Ngoài ra các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp bản mệnh có nguồn lương hưu đảm bảo, không phải phụ thuộc vào con cháu. Tuy vậy, gia chủ cũng cần chú ý vì tử vi chỉ ra có dấu hiệu phá tài, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất và thậm chí do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, chi tiêu mua sắm. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là mất tiền ngay trong tay. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe khá tốt, không tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên bệnh vặt khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể xuất hiện những trục trặc nhỏ, nhưng gặp đúng thầy đúng thuốc, chữa trị tốt, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt. Với một số người, đành rằng ở độ tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người thì vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Các quý gia chủ tuổi Giáp Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng này gia chủ có nhiều cơ hội kết giao với những người bạn chung chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khắc phái quá vượng đôi khi có thể gây ra phản tác dụng, nhất là với những người đang có gia đình. Bản mệnh có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc bị hiểu lầm. Tốt nhất nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo thành ảnh hưởng xấu tới gia đình và những người thân yêu. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá trán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của quý vị tuổi 1954 trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1954. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm, vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.